đều đều hết là giờ ăn uống một hơi hay có con nào mà không nó biếng ăn được không? Không ăn đó, em chắc cái sáng ra là cái gốc là cũng không còn luôn rồi, gốc không còn, ăn sạch bát hết, nó không có bỏ cái gì hết á. Đó là ok. Còn đây là tham lam nhất. Tham lam anh mới có cái bộ đấy. Đi phân không đẹp bằng mấy con kia. Nó tham ăn quá mà. Đi phân sao mà ăn bao nhiêu nó cũng quơ hết trọi mà. Nhớ đăng ký kênh và bấm chuông nha. À, mỗi lần có dịp về xa thời là phải ghé trại anh Tuấn để thêm lại bò. Còn đó là con lứa ba con này. Lứa con lên đầu tiên nhé anh. Nó... con lớn nhất á 21 triệu ấy. Đây nó cỡ đôi. Ui xuột. Anh cho con này có một chén tám thôi, cắm khô. Còn ông đôi bữa nay quơ xô sạch. Lần được 30 quá à. Ông ăn tham lắm. Ăn tham lắm. Đó. Còn đây là lên ba con lô trước, 21 triệu. Này nó được cỡ đây rồi. Nhiều người đồ mua của em lắm anh kêu không, em mọi người về xem đi. Cứ xem em làm thì nó như thế nào. Chứ còn giới thiệu thì anh không dám giới thiệu. Dạ. Anh chỉ thôi. Còn đây là lên tính anh là bao nhiêu, 23 tháng hay? Không, 22. 22 á, 22. 44. À, 44 triệu, đổ đông 22. Đây này, còn này mưa một chiếc này. Dạ. Đây nó hiền lắm em. Hiền. Nó ăn thương lắm. Ui, mong đùi. Còn mấy con này anh chưa có số đo. Dạ. Còn hơi nhát. Còn nhát. Quen. Dạ. Bữa nay thì nó quen. Này được 3 tháng chưa ta? Được. 3 tháng. 3 tháng này. Dạ. Tháng. Hai con này 3 tháng. 4 tháng mấy rồi. Bên kia là con kia 4 tháng mấy, con kia lên trước tới gần 2 tháng mà. Dạ. Nó mông đùi. Con này lên cao dài khiếp không? Do cái chuồng bên kia trơn quá anh. Dạ. Đứng dậy coi. Ô ông đó thì đi. Đứng dậy. Anh có em làm cái mang sau nè. Hai con đây là hầu 19 năm. À. Ừ. 60 tròn. Dạ, 60 tròn. Hai con nói chung là đổ đồng 20. Đó, em thấy số đo của nó không? Nó tháng trước là anh đo nó là 282 rồi nè. Dạ. Ghê luôn. 282. Nhưng mà con này làm thợ mộc miết thôi luôn. Gõ miết anh gõ cột miết đi. Mục tiêu là anh gõ. Dạ. Làm thợ mộc. Anh này thì ba này hiền. Hồi mới mua về nhát lắm, bữa nay tập miết quen. Tập miết quen. Ui xô. Ui anh đang thay lông này. Thiệt. Hàng. Ông này mai mốt lên mới thấy. Đây mà này mai mốt. Mai mốt mà lên tao cho nhìn tao cho khiếp không ạ. Giá con nào nó chút không ạ. Nhỏ mà nó non xèo mà. Non xèo đã gì đâu mà sát lên đã không. Ủa, anh ăn mừng lắm đó. Anh mới đi cắt cỏ về. Anh uống tốt là lên này. Sáng ra là không còn cái gì hết. Rơm rạ cỏ. Lần sau anh không trộn. Dạ. Để báo em tiền là em tự lấy lên thôi. Để lấy con này nó dài chứ con khủng long đâu. Dạ, dài kinh khủng luôn. Nhưng mà sao là thiệt đồ cũng không có con nào chịu nấu con đây hết. Đây là. Nhưng thú y nó cũng hay bỏ cám cho ông Thể nè, với tình nó muốn một con vậy kia, em chờ đi, em chờ một năm sau mới có. Đầu ra. Đâu có. Nó lâu lắm cái dòng tinh bí đó không có. Có đâu. Dạ. 1000 con mới có một con. Đây chúng là ba bê bí này tên. Nên là nó khó lắm. Nó ra y như F2 vậy á. Đẹp ha. Con này là nó mát nó như búp bê em. Mát như búp bê. Cái này mà thôi chứ mà mốt nó đầy lên ngang thay hết cái lông lên này. Dạ. Nàng bức lông mà anh vuốt thấy rụng đóng mà. Hả? Rụng quá trời luôn mà. Nó thèm tắm lắm. Dạ. 1 giờ chiều là anh nắm là anh xuống, anh tắm bốn cái chân trước. Con đó là mẹ nó rất manh, ôi dù nó to. Thấy không? Nó cao muốn bằng cái cây rồi. Cao dài. Hiền lắm. Giờ bò anh cho ăn tập dài mà thấy nó ghi gần kế vậy nè. Phải chịu gãi. À, đúng giờ nha. Nó ăn đúng giờ, không đúng giờ là con này nó kêu trước. Dàn vai, ui con nào nó vai. Con đây vai cũng độc lắm em. Con này lên thành
lên thành nhanh đúng không? Cái lưng nó bình chiếng luôn ạ. Chưa gì hết mà phải đáp cái vô nó thầm. Bây giờ mới có tháng tháng 3, tháng 2 mà nó đã thầm rồi. Đấy, mấy món đồ em chọn ấy, nó chấm mà nó tròn quay như mấy ngựa vậy á. Mà có con sao nuôi tới đời thiệt lại bị mấy mấy em không hiếu luôn ạ. Bỏ vô là mình chọn cái con nghé đấy. Anh thấy bò đựng chuồng mà cái móng mấy tháng rồi mà móng không tròn quay, tròn quay con nào nó tròn quay hết vậy mà sao có nhiều con nào nuôi lên đủ thịt rồi cái nào nó bị xìa móng. Mà em thấy cái móng, anh thấy cái móng nó xìa ra vậy nè. Dạ. Bên cánh đây nè. Dạ. Họ theo dõi em nhiều lắm, nhưng mà có một thằng chắc trước sau nó cũng mua cho em một con. Là khi không được cái này là để gia súc, em phải xem cho kỹ, em phải tìm phải đúng. Theo dõi, phải tìm hiểu cách em làm. Cái bò bây giờ mới sáng nay lên nghe anh Thế nói có thằng nào biết giao, nói thằng Tùng nó đi bắt bò của buôn nó giao chứ bò ở đâu mà nhiều dữ. Nói nếu bắt bò của buôn ấy thì đặt ngày trước ngày sau có em giao rồi, chứ không có cần phải chờ đâu. Con đây nó bị đau nè. Nó bị đau xong là mà nó hiền lắm. Yeah. Nó bị đau cái ấy của đây một bọng nè. Mà gặp thằng Túi đi đây nó nhiệt tình nữa là nó đều nó lên nó sổ nước xuống chỗ đó đúng không? Sao có là chích 8 mũi chứ là nó bớt luôn tới giờ. Bớt luôn tới giờ. Giờ còn đang sổ lông rồi. Con nào nó sổ lông hết. Mà ông này dày mà thua ông này mấy ký? Thua này có 277 à. Dạ do xác nó to nè. Nó to nè. Chưa gì hết mà. Xác nó to nên là cái dòng ngực nó sáng nay là anh ăn cỏ xong là anh ăn rơm cái là cái con bò gì mà quay trong màn hình nó không hết đâu. Trời ơi nó dài cái gì đâu. Con này mà muốn lớn lên thì không biết nữa. Nó dài mà quay trong màn hình không hết mà. Này, coi bề ngang mông này. Ế câu ế đồ trường vậy rồi ạ. Đi vô, tới coi. Ừ, mấy con này sao cho mông sao cho đừng nói. Nó phải anh nó hai cái lông nó anh tắm nó mới sạch. À. Anh mua cái bóp về anh cả. Đang bước lông mà, bước phần dai mèo 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 lông rồi, khúc dưới đó còn nha, bước phần dai mèo mèo lông rồi. Ông ăn xong thu rồi luôn. Ông ăn ăn, ông không cho ông nào ăn là ông nhiễu nó tiến ra. À. Mày nó không thèm là ông ăn cũng dành hết ở giữa mà. À. Nếu bên này qua nếu anh không có băm cho em chứ trước sau anh cũng bị lên chở lên cái máy nữa. Nếu bên kia qua, nếu bên đợi lại anh hết, anh tôm hết. Dành khiếp lắm. Ơi à. 22 hơn 2 con đó là 22 triệu 44 triệu đô đồng. Hơn hơn 3 tháng. Giờ thôi chứ quay con nào má nhìn ghiền luôn á. Bò anh nuôi đơn giản chuồng trại thì gọi là đơn giản chuồng gỗ rồi vậy thôi, nhưng mà bò hiền. Đó. Hiền lắm. Hiền dáng. Anh đặt tên cho nó hết. Đi vô đây coi cái mông con đây nữa thử coi. Con đây có mông nó mới đẹp. Ông nhìn cái mặt ổng nhỏ hơn ha. Mông của ổng ơi. Mày cục. À. Mày cục tay nhỏ, mông này. Đấy. Còn quay. Con đây nuôi to lắm này anh. Con này to. Nha, con này nuôi to lắm á. Ui xưa. Mém miết. Mém miết con nào cũng nói đã. Còn quay. Này, anh đem lên cầu quanh kia cái ổng buồn. À. Chuồng trơn nè. Chuồng trơn. Ừ, anh làm lại cái chuồng. Trơn với lại thứ hai nữa là nó cũng cái độ dốc nó hơi dốc quá cái chỗ đó nè. Ừ. Nó hơi dốc quá. Hơi bò mà nó hơi nặng đầu sợ xeo nó hại đê. Ừ. Dạ. Anh biết cái này mà muốn sửa lại. Dạ sửa phá cái xeo ra cho nó dày lên chút, còn cái trước đó anh phá nó hơi mỏng hơn, cái độ xuôi nó bình thường thôi. Là nó ok. Dạ. Yeah. Còn cái con bên kia là cái móng nó nhỏ nó trơn. Dạ. Yeah. Anh thấy nó nặng quá anh sợ cái là nó giỡn nó nhanh ghê không cái xác cái con nó lên lên nhanh kinh khủng. Ủa, nó cao anh thấy nó lớn từng ngày luôn mà. Bây giờ nó đi nè mới xuống. Dạ. Yeah. Bò mới giờ mà thợ vô rồi. Đó vô dục ba số đó rồi. Yeah. Bò mới gửi giờ mà gì lật đật là vô đẹp kẹp luôn. Báo anh 80 trừ 5 ký. À. Anh kia không được. Giờ tôi ông chờ tới tháng 10 đi, chừng nào tôi gọi cho ông tổng chuẩn bị đã rồi ông tôi mới ra được. Không, lần này anh chỉ báo em số tiền xong rồi em chọn anh. Dạ. Không cần chọn mà cũng không cần xem nữa. Ừ, không cần xem, không như không anh thế đấy. Anh coi kênh miết, anh chờ miết. Ông nói không, anh vừa anh mới bán kẹp được 6 mấy triệu đây, vừa em kiếm nhà anh kẹp
đấy, 35 triệu rồi. Em công chuyện là chớ lên đó, ngày nay chớ lên kẹp 35 triệu đô đồng con 17 anh em đẹp lên giao lưu tặng cho một thấu rượu một anh điện kêu em phải có quà cho em chứ, tặng cho một thấu rượu nè, rồi một bị cái coi gì đó coi mèo chó ấy tặng cho bị về dầm rượu đó, rồi một thấu là dầm sáng. Ui vô vui sao mà vui ngầu, nói chuyện không cho đi luôn. Ông nói tội lắm. Dạ. Yeah. Tính ông thiệt tình ghê á, y như anh luôn mà nhanh nhẹn. Cái tính nói nhanh mà làm cũng nhanh. Anh làm cái gì cũng rẹt. Ông đó ông mắc là đứa con tội lắm em. Dạ, nghi kể rồi bị đuối nước, đưa đầu Dương đưa Út còn hai đứa giữa. Ngầu nghe anh em nói chuyện từ hầu mới 8:30 mà tới bây giờ anh biết ngầu nói bao nhiêu chuyện không? Dắt bò vô đầu là tới bây giờ là không biết bao nhiêu chuyện hết. May mắn lắm với ổng có hèm rượu đó thôi chứ. Dạ. Yeah. Hèm rượu rồi anh ú thêm nữa. À, cho anh nấu đúng giờ. Anh nấu cháo đàng hoàng. Ơi xưa. Ba yeah. Là bắt đầu là nó đòi ăn rồi. Ngon lành rồi. Này cứ giờ thôi. Cuối năm là anh em gặp nữa thôi. Chạy đâu. Chạy đâu khỏi. À, lần này anh không chọn nữa, vợ nó rồi. Tự chọn. Mình chỉ báo cho em là giá tiền đó rồi. Cái con là nó ăn lên cái bột đó. Chứ mà đồ như thằng em coi trong bình luận là thằng Đức á, thằng Từ Đức á. Yeah. Nó đồ mua cũng to. Tụi khi mày mua cũng to thì mày làm thịt cả. Nó muốn kẹp cái con bò la đó. Dạ. Yeah. Con to như này kiếm đâu ra. Anh từ Đức ấy, từ Đức cũng trên đâu chỗ rồi. Anh đẹp con tầm 26 triệu. Mà phải đẹp như con bông của anh Tuấn ấy. Ủa không được đâu. Ơi. Nó xuống là kêu mày không được đâu. Nó kiếm ra. Không có đâu. Sáng nay điện tiếp. Nói đâu ngày nay em đi 12 con khác. Chỗ không được nữa. Được. Để chương xeo rồi giờ con tâm lại bây giờ đẹp nhiều quá. Nó đi làm hồ rồi mà yeah. Bây giờ là nó thấy anh nuôi được có 5 xây nhà đây nè. Dạ. Yeah. Là nuôi được đó là nó là anh em xây nhà đây là anh cũng có xoay đấy. Ừ. Rồi xuống đây thêm bò hầu bò chắc cũng có mà giờ vô nhìn lại cái thấy cũng khiếp hồn. Mà đều hết là giờ anh uống một hơi hay có con nào mà nó không. Biến ăn được không? Không anh đó, em chắc cái sáng ra là cái gốc là cũng không còn luôn rồi. Gốc à. không còn anh sạch bát hết, nó không có cái gì hết. Đó là ok. Con đây là tham lam nhất. Ừ. Tham lam anh mới có cái bộ đấy. Đi phân không đẹp bằng mấy con kia. Dạ. Nó tham ăn quá mà. Dạ. Ừ. Đi phân sao nó ăn bao nhiêu nó cũng quơ hết trọi mà. Không cần sai đâu em. Ồ coi cái ông gì ông nói là bò ăn lá không ăn cọng, bò anh không có mà. Bữa già vui dần nó vui bò về ăn lá không? Có mà về ăn lá không nó ủa bò sao lạ ấy. Bò ba bên nó tạp ăn cực kỳ luôn. Em tin nhau lá ổi cái anh thấy anh liện vô nó cũng nghe luôn. Ăn thương lắm. Nó là nhất trong, nó là bò anh nhất đó. Bọn đó cũng vậy, ăn không chừa đâu. Xéo con. Này mới tháng 2 rồi, cuối năm vô tư. Tháng 10 là tháng vô 10 tư là ra được. Dạ, tháng 10 là ra vô tư. Nhưng mà tháng 10 anh chưa ra đâu. Để anh điện em chuẩn bị xong là anh ra. Bây giờ mà đến nó đã vô thăm rồi mà. cái ông dưới ông thẻ là con bò đó 6 tạ mấy á. Dạ. Mà ông đòi 50. Chị về. Dạ em chào chị. nhìn đã quá. Lên thấy đã luôn ạ. Hàng đây 3 tháng hơn 3 tháng. Có con kia. Cái xác có lên ghê thiệt. Thấy không? Hai con anh chọn bằng hay. Dạ. Yeah. À, cái con này là mai bốn thằng đắt tháng mấy là tháng 10 à? Tháng 6 tháng 10. Dạ. Gần 4 tháng đấy chứ em. Dạ, thì hơn 3 tháng. Em nhớ kỹ với mày, em nghĩ hơn 3 tháng. Thằng Huy nó lên nó kêu em giao bò trên đây kêu biết rồi. Biết chỗ luôn, biết chỗ luôn. Bút tải tráng hả? Nó cứ sợ anh không để cho nó năn nỉ, nó kêu là phải để cho nó. Con này nó to khủng hoảng lắm. Xeo này nói chung là thiệt nó lên chậm. Cái dàn mà to sát thì thiệt lên chậm. Dạ. Yeah. Còn mấy cái dàn mà lùng lùng bì bì này thiệt lên gốm lắm. Dạ rồi anh gỡ hết mà. Nuôi bò
như anh đây thôi, chứ bồ nó thấy anh ra thôi nó mừng kế. Dạ bà trong thẻ hả? Dạ. Sáng giờ thôi chồng cứ đón già đón non cái chắc chồng nó sang nghỉ á. Ông kêu sao mày không lên chơi, kêu là thôi anh. Kéo mẹ, sáng ra. Nghịch quá không? Nó làm cà mọc miết mà. Nó độc đẻo thôi chứ. Mẹ nghịch ghê không? Em níu liền này. Em đi có mình á hả? Dạ em đi có mình này. Y bài, đẹp. Phải dứt điểm một câu là đẹp. Cuối năm gặp lại. Dạ. Anh nuôi mà anh không chịu, tối anh muốn về mà. Cuối năm gặp lại. Nào ông này, ông này dài. À, anh gọi em trước một tháng em để. Dạ, để tiếng chọn, nó cứ gọi vậy thôi. À, anh có bị nhiều tiền đấy. Có đâu tông, bò nhỏ cũng được nhưng mà đẹp như bên kia là phải trứng, canh bán là phải trứng. Thì kia là lứa này mà chị gả vào là chị nghĩ thì đi mỗi cái mắt cá cho ông hả? Chứ ngày hôm qua em giao ngoài Quảng Ngãi cho ông thôi, ông anh nha. Yeah. Bông nó lùng lực chứ. Dạ. Cặp kia cũng để... ông mua ông nói thì thôi đợt này thì cứ chọn đi chứ còn xem mày xem cho vui thôi chứ nuôi đạn lứa rồi không cần xem. Vào ba con. Đây con này tôi phải giờ. Dạ. Anh ở một mình buồn lạnh là làng mía. Do bữa con còn mình đây nữa nè. Chuồng trơn cái chiếu anh đây. Nó trời ghê quá. Vậy làm lại. Anh làm thợ mà anh biết làm. Ok.